nhà nha. Nay mình đi du lịch ông Đề chơi cả nhà ở Cần Thơ. Ông Đề Cần Thơ du lịch sinh thái. Rồi, đi mua vé. Đi mua vé. Còn lớp 4, còn lớp 4, lớp 5, lớp 10. Những người lớn bao nhiêu? 100 hết hả? Là không, không đứa nào em bé rồi ha. Rồi, let's go. Thơm gì? Thơm đoạn hả? Thơm quá à. Đi từ từ thôi, trên những bút đi. Đây tham quan đây, này khô ẩm thực. Một cơm cá mặn nữa là bốn cơm mặn, bốn cơm tỏi. Lên ngay, đứng đây. Du lịch này cũng rộng ha. Rồi tí mình đứng ngay giữa chụp vô hình coi. Hai ba. Đây là khu nhà hàng, nhà hàng sân khấu. Đây là mấy cái tùm. Đây có khu đang làm rồi. Lần đầu tiên vô đây luôn anh ba. Dạ, anh đi đó chơi kìa. À, trong trong đó là khu vui chơi. Ở ngoài đầu vô thì khu ăn uống, trong này khu trong này rộng rãi để vui chơi. Quá trái ha. Cuộc vui chơi. Rồi mình đi sâu vô phía trong ha. Rồi thì rất rộng nha. Sau phía trong là khu vui chơi. Nhà hàng vui chơi. Ôi, quá rộng. Không tìm được đúng chung luôn để mày. Rồi làm nhảy luôn đó hả? Trời, những cái là thùng hả? Rồi chuẩn bị tiếp tục là 1, 2, 2 ơi.
Mày chờ mua một nửa cơm rồi em ơi. Đi từ từ ra quay chơi. Đi mục tiêu. Rồi phát xuống nhà tôi bị cái gì vậy trời. Kêu là không có ra cái chuyện cái chiến mà chiến trầm lệnh đưa mà ông anh luôn là trời. Kiểu nó có cái gì mà ra cái đó đúng không ạ? Thôi xuống luôn đi chị. Xuống luôn. Đâu không có diễn trường ta gà. Xuống đi bà. Tại xuống đi. Trời ơi trời. Rồi tiếp tục nha, hành vi tiếp theo là 1 2 chơi gì bữa nay chơi gì đúng nước chứ gì hả trời ở đây ai vô à ở đây ai vô chứ chị có trưởng nè mà chị có trưởng nó lưng ra đi bà vô nè lên trời trời nó nhỏ mà xinh đẹp như nó vô tháo được không gái con trời nó khóc ra kìa cố lên con ơi chọn cái con ngọt đẹp nè con thắng giờ này chứ thằng ai bán con chơi. Còn giờ thấy không? Để chuẩn bị nha anh chị. 1, 2, 3, lên nào. Rồi cho chiến lên cầu thang trên đây nha anh chị. Ba đội cùng xuất sẽ lên cầu thang trên đây. Tỷ số đang là 5-3. Nhưng giờ đội cùng xuất mỗi thằng chiến chiến thắng được gặp nhau. Chơi thắng xa, chơi chỗ lên rồi. 5-4. Bọn giờ nó còn lên rồi, chú kéo lên nè. Lên lên lên, lên lên lên. Rồi bước lên rồi. Trời ơi, quá giỏi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời là giờ sẽ chúc mừng đội bên đây nha. Tỷ số mình là đều nhau hết anh chị. 10 đều, ok. Xin chúc mừng hai đội chơi khoảng là 932 giờ chơi thì mình đều nha. Rồi đến đây anh chị, mỗi đội chỉ có một thành viên mình đã nhận quà giúp em ha. Vỗ tay ủng hộ coi. Cái dạ ok, em gửi các chị Linh là một phần quà trái cây lấy hỏi với em nha mọi người. Em đang trang đúng không chị? Dạ cần thơ em gửi anh chị. Ok, xin cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều đã tham gia trò chơi rất là nhiệt tình và dễ thương. Rồi mẹ, chị tìm ra thấy hoài động quá. Quá hay, vỗ tay. Hẹn gặp lại. Xin cảm ơn thầy giúp MC mình chỉ rất là nhiều. Và ngay bây giờ em xin mời tất cả các chị đẹp đến từ bảo hiểm Manulife Mekong ơi. Chơi ngủ mấy chị. Khi mà chơi có 8 giờ chơi bây giờ hơi buồn buồn rồi. Bây giờ nè, chị nào có bóp ví điện thoại để trên. Bây giờ hai đội thủy rất đỏ và đội những thiếu nữ cương quyết tập trung tứ đầu dũng mình đấu một cái. Hiện tại là tỷ số tại là 3-2 đang nghiêng về thiếu nữ cương quyết. Bây giờ nếu như mà thủy đỏ mình thắng là mình hòa nhau, mình sẽ nói trận chung kết nha. Rồi ngay bây giờ xin mời hai đội xuống. Trên có nhiêu đây giờ sao chơi? Ủa này bây giờ có nhiêu mình chơi nhiêu đi. Rồi bây giờ nè, bây giờ đội mình có muốn đấu cho luôn với đội bên kia không? Bây giờ chơi luôn đi nha. Ngồi xuống luôn à. Bây giờ đội nào thắng em có quà trái cây đến từ ông đề tặng cho mình nha chị Kim Cương. Rồi bây giờ xin mời mấy chị đã có đây đến đi đâu à? Hậu Giang luôn. Wow, gia đình Hậu Giang mình đi bao nhiêu người à? Rồi xuống đi, xuống chơi luôn. Rồi xuống chơi luôn nè, lên đi. Rồi bây giờ nè, em cho bên đây mình đấu nhau luôn cái, sau đó em mượn cái cầu cho Manulife Mekong và đấu với Hậu Giang cái nha. Bây giờ là một mấy anh đến đây đâu nè, mấy anh đi mấy người, anh đến đây đâu nè. Rồi Hậu Giang 2 4 6 7, Đồng Tháp 2 4 6, Đồng Tháp còn ai không ạ? Rồi ok, đội nào thắng lên đây nhận phần quà trái cây trực tiếp luôn, ok ha. Rồi bây giờ luật chơi như sau, khi nào nhạc vang lên hai đội banh ra, banh ra cái gì đúng rồi, ai mất cỡ không bằng là thua cán diệu nha. Sau đó kéo nhẹ quần lên, tránh trường hợp quần bà ba nó rộng lên nhúng vào quần là thua á, ghê á. Rồi đó, những bên trái những bên phải lắc bên đây lắc bên kia, đội nào còn lại nhiều thành viên trên cầu là mình thắng nha. Và khi nào hoàng thế đối đối mặt thì một anh chị bước tới gạch màu vàng, nam đấu với nam là bỏ tay sau lưng, nữ đấu với nữ là bỏ tay sau lưng, nhẹ nhàng dùng bà vai dùng cái mông đẩy bạn xuống hồ là mình thắng. Một điều đặc biệt, khi nào mà nam đấu với nữ thì nam bỏ tay sau lưng, nữ sẽ được dùng tay, thích cái gì là bóp cái đó. Wow, rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3, vô. Hey, anh em Sài Gòn, anh em Đồng Tháp nè, anh em Hậu Giang là lắc lên nào. Hey, rồi lắc mạnh lên là lắc mạnh lên, nhúng mạnh lên là nhúng mạnh lên, vô vô vô. Hậu Giang sẽ đấu với Đồng Tháp, bây giờ anh trai đầu tiên bước ra, xin mời là anh đầu tiên bước ra nè, vô vô. Anh đầu tiên bước ra là vô nè. Rồi hai anh bỏ tay sau lưng, cuộc đấu bắt đầu nhào vô nè. Hey 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 hey, xuống nè. Hai anh đứng xa gần 8 mét thì đẩy đường nào? Hai anh đại diện lên đẩy, đẩy em một cái nè. Ui là trời, bước vô giùm em cái coi. Rồi bây giờ đẩy mạnh lên nè, dùng hết sức của người đàn ông đang tuổi trưởng thành nhào vô, dùng bờ vai, dùng cái mông hất bạn xuống hồ là mình thắng nha. Đội nào còn lại nhiều thành viên? Anh ơi, đi đâu vậy anh? Anh ạ, à, anh vô phòng đi chút xíu anh sẽ chơi chơi với em ạ. Ui là trời, đội người ta đủ người rồi. Đi vô trong. Trời ơi, con trai nhà bà bự quá không ơi. Anh ơi, hiện tại là em có chương trình khuyến mãi nè, tặng cho anh một cái dép dành cho chị Tin, nó vô phòng đi chút xíu mấy bà BD ông đề chăm sóc anh kỹ lắm. Rồi tiếp tục nha, 1, 2, 3 vô. Hey, đẩy đi. Rồi bỏ tay sau lưng là chiếm chúng tôi là đẩy nè. Hey, Hậu Giang cố lên nè, Đồng Tháp cố lên là đẩy, là vô nè, là đẩy thẳng lên. Anh ơi dán lên, Hậu Giang cố lên nè, Đồng Tháp cố lên đẩy đi, vô nè. Hey mạnh lên nè, vô nè, em phải ăn nè, anh đẩy em nè, vô đi. Đúng rồi, vô cầm hồ, cầm hồ đi đủ quá, cầm hồ đẩy mạnh lên, là đẩy mạnh lên, vô là tung lên nào, gán lên nào, là gán lên nào, xuống nha. Hai anh chơi cả 5 giờ xong không ạ? À? Ủa là trời, cái gì mà một ông bên đây né bên đây, ông bên kia đẩy bên đây, ông đi né nữa. Ủa là trời, hai anh chơi mạnh giùm em được không? Rồi 1, 2, 3 tiếp tục vô nào. Hey hey, gán lên, Đồng Tháp cố lên, Hậu Giang cố lên. Hey, wow, tiếp tục vô nào. Xin mời chàng trai tiếp theo bước ra nè. Hey hey, gán lên, đúng rồi, Hậu Giang cố lên, Đồng Tháp cố lên nè. Hey, đẩy đi anh ơi, gán lên, wow, cố nha. Khúc này hơi gây cấn nè. Rồi bây giờ chàng trai Hậu Giang bỏ tay sau lưng, cô bé Đồng Tháp sẽ được dùng tay. Rồi theo em mượn dùng tay, em muốn bóp chân hay là bóp cái dứt? Thì món cỡ lần đầu tiên mà gặp trai hả?
rồi mạnh mẽ lên nha. Rồi trong quá trình em bóp chàng trai trận trắng con mắt là buông liền lên gương, bóp nhẹ nhẹ nha, mà đừng có bóp mạnh quá đau á, nghĩ nghĩ có ghệ không á. Rồi 1 2 3 vô em ơi, bóp nha. Chào wow, chị sẽ bóp em một cái với tiền yêu bóp chú cho anh cao thủ mày cái mày, mày dám đẩy bạn sao xuống hồ cái mày, mày quậy mày có chị nè, mày có chị xé cao cao ơi, cao ơi chết chị rồi em ơi. Tiếp tục nào, C vô luôn. 2 chàng trai bỏ tay sau lưng nha, vô nào. Hậu giang tú lên đầu thấp tú lên là đẩy nào. Hey hey wow, chào wow, hậu giang mới vậy, cô bé đằng sau, cô bé hậu giang bước ra, cái bà đằng sau bước ra là đẩy nhẹ nhẹ. Tiếp tục là vô nè. Hey hậu giang tú lên đắt là chào wow, con trai tú lên con trai, wow wow. Tiếp tục luôn. Hey ok, tiếp tục luôn nào, bên đây còn 2, bên đây còn 5, bây giờ chị gái sẽ được chụp tài khoản xuống nhà. Hồi nãy đợi mày bóp đợi tao hả mày, hồi nãy đợi mày bóp đợi tao, bây giờ chị sẽ bóp em một cái nè. 1 2 3 vô chị ơi, bóp chị ơi, mày hả mày, mày có chị nè, chị xé đồ mày ra, chào ơi chết chị rồi. Tiếp tục, bên đây còn 1, bên đây còn 4 nè, vô nè, chàng trai đồng tháp cố lên nè, vô là đẩy nè. Hey hey, gán lên, ừ, đúng rồi, cố lên ơi, gán lên ơi, đúng rồi, ok. Xin biến biệt đồng tháp, xin chúc mừng đội chiến thắng tại đội hậu giang, xin mời chú lên sân khấu và tới giờ tặng cho chú phần quà. Rồi bây giờ xin mời Medulla mình để mình chơi nha. Em chị gái Sài Gòn sẽ được chụp tay, thích cái gì là bóp cái đó, anh muốn em hả, anh nhào vô đốt một cái này. 1 2 3 vô nào, sai hai wow, chị thì có tay biết nào đó. Chào đấy, chị ba ơi. Đúng, đúng, đúng. Đây là hai chiếc cặp lộng bơ đua. Hiện tại Medulai muốn gỡ lại, bây giờ em xin mời Medulai ro đây dùm em. Mình sẽ thi đấu trò chơi tiếp theo, đó là trò chơi vui vàng. Xin mời anh em giữ được Medulai. Hậu Giang nó nhầm qua dùm em. Rồi, lên xin hứa dùm em. Rồi, tiếp tục bây giờ là xin mời bảo hiểm xã hội Đồng Tháp nè. Chọn ra những người đẹp chuyên gái trẻ tương. Bây giờ tại vì Medulla con gái của mình bây giờ mình sẽ đến với trò chơi tiếp theo, đó là trò chơi của bạn nha. Rồi xin mời Medulla Mika qua đây dùm em. Xin mời bảo hiểm sở Đồng Tháp đây dùm em. Đầu tiên mỗi đội chọn được vô hết một người đẹp nào đứng lên đây, sau đó dựng các cái bên vô. Rồi kéo đi chị. Rồi ok, rồi hai cái tay dựng chắc vô tiếp theo. Mình thi đấu 3 lượt thôi, đội nào có 2 thành viên dựng chung là mình thắng luôn nha. 3 lượt thắng được. Rồi ok, rồi chị đến từ bảo hiểm sở Đồng Tháp lên đi mấy nè. Rồi lên nè. Rồi dịch thì thế gì vậy? Xin mời chị. Đâu rồi, đổ bạn đâu rồi? Đổ lên. Rồi, tới luôn.
Mệt rồi hả? Chào coi nè, ba người giơ tay coi. Eo. Hưng tàn ma dại luôn. Ok. Rồi bây giờ trận đấu tiếp theo giữa Cà Mau và Đồng Tháp. Xin mời Đồng Tháp tiến lên phía trước hai bước nữa. Rồi, tiếp một lượt này thì em mời mọi người mình cùng giao lưu văn nghệ nha. Xin mời anh chị nào ngay bây giờ mình có tinh thần văn nghệ mình cứ đăng ký đi. Tiếp một lượt trò chơi nữa em sẽ mời mình giao lưu văn nghệ nha. Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3 bắt đầu. Xoay. Và ngay bây giờ trận đấu tiếp theo giữa miễn phí nhé anh chị. Anh chị nào mình muốn đăng ký bài hát cứ ngồi yên tại bàn của mình và liên hệ với tất cả các bạn nhân viên gần mình nhất để đăng ký những ca khúc nào đó mình yêu nhất. Trên sân khấu chúng em đã chuẩn bị sẵn màn hình TV và anh chị nào không thuộc lời dẫn hát được cho mọi người vào ông đề vui là chính nha. Xin mời đại diện Cà Mau và Đồng Tháp mỗi đội lên sân khấu nhận giùm em một quà nha. Leo thôi, leo lên con. Thank you.
cao luôn, buông xuống. Nhèo cao lên. Chị rất là nhiều. Và ngay bây giờ em xin mời phòng giao lưu tiếp theo của chị đẹp Hằng Hoàng đến từ Dạ Thảo Liên với ca khúc Nửa Vòng Chân. Em xin mời chị ạ. À. Ồ, quá hay rồi. Mình đi đâu hết rồi nhỉ?
thì đến từ Dạ Thảo Liên rất là nhiều với hai ca khúc nào tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Có một tay ờ đây vậy đó rồi. Còn giao lưu tiếp theo. Hai ba. Một bạn trai xin mời bạn Phúc với ca dữ có không dữ mất cần tìm xin mời bạn Phúc. Co chân lên. Đón tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đang có mặt tại làng du lịch sinh thái Ông Đề. Ngay bây giờ bên cạnh những trò chơi dân gian, chương trình trò chơi dân gian hoàn toàn miễn phí, chương trình hát du lịch văn nghệ tại Ông Đề ngày hôm nay để thay đổi bầu không khí dành cho tất cả quý vị. Quang Phát, Thái Sĩ Ben cùng với. Nghe thôi, còn thời gian có mấy, có mấy người gì ra.
cô báo rơi từ xa lại đây mà nghe như số thì chúng là trời cho bà con chúng là trò chơi, yêu chúng là trời cho bà con chúng là trò chơi. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Hồi giờ rất đông vui, chúng em xin mời đi bà con nghe chơi. Lúc đó người ơi, lúc đó miền Tây từng trở quay là xây những dòng đời. Quên để đi vội chúng ta vì là người nhìn như tôi nhớ lắm đẹp. Anh thích đồ tô. Hi baby. Hello. Anh là người Việt Nam hả? Anh là người Việt Nam, nhưng mà tại vì em thích rửa. Anh đợi chút xíu nha. Anh quay hả? Yeah. Anh có chơi không ạ? Ôi trời. Anh là đi chung với đoàn của mình đó hả? Đúng không ạ? Tôi đợi chút xíu nha. Anh quay luôn hả? Anh thích quay. Anh thích quay giống như là quay sống là bình đồng mình là quay đó. Chào quay nhiều. Mình chỉ bảo ơi đâu là em về sân khấu đấy hai bà ơi. Ok. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Quên những ngày xa chờ có bất bất ngờ. Lỡ như mày lại lắm em buồn này. Khi sự trẻ con nào đâu có biết chịu. Đừng có chạy theo vũ ban thật hiền. Đừng chỉ đừng chiều dòng trên tháng ngày. Vũ con ông cả em đâu nghĩ gì. Một ngày em trời nắng đã lên cao. Đời ta bên nhau biết yêu thì nào. Số gì đây bảo đâu rồi, thấy bảo đâu luôn á. Bảo ơi, chị đi tìm em nào. Phút này là mà bảo đang là mình là già nên không tìm hoài không thấy. Hey. Số gì đây tôi kể người nghe. Tôi đang già đi một chuyện tình đắm đắm. Chào mừng nha. Đây.
và tiếp tục chương trình giao lưu văn nghệ buổi trưa ngày hôm nay. Xin nhắc lại, em xin mời phần giao lưu của bọn anh chị đăng ký ca khúc Táo Rừng 47. Xin mời chị đứng về sân khấu.